đúng 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023, tại phòng đẻ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé gái Vũ Ngọc Hân cất tiếng khóc chào đời. Đây là em bé đầu tiên chào đời trong năm 2023 với cân nặng 2,8 kg. Bé Hân là con thứ hai của gia đình anh Vũ Ngọc Khiêm và chị Vũ Thị Trang, quê Thanh Miện, Hải Dương, hiện đang sinh sống tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vào giờ phút giao thừa này tôi rất là vui, cũng như bao bố và mẹ khác. Thứ nhất là chào đón thành viên mới của gia đình, thứ hai là chào đón năm mới. Trước hết là cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã tận tâm tận tình trong công việc để về sự an toàn cho mẹ và an toàn cho con. Chào đời sau bé Ngọc Hân mấy phút là bé trai Đinh Hữu Thành, nặng 3,1 kg, là con của sản phụ Nguyễn Thị Thu Hường ở Hà Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Danh Cường cùng các y bác sĩ trong ca trực của khoa gây mê hồi sức mổ lấy thai đưa Thành ra khỏi bụng mẹ. Năm nào cũng thế, giao thừa, hôm nào cũng rất là mong muốn được vào đây đón những em bé đầu tiên của bệnh viện. Chào đời vừa đúng vào cái thời khắc, người ta gọi là thời khắc thiêng liêng, mặc dù bây giờ mới chỉ là năm dương lịch. Tuy nhiên nó vẫn có một cái cảm giác rất là xúc động. Trong thời khắc đón chào năm mới 2023, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương có hơn 20 sản phụ chờ sinh.